Canada tiếp tục phát hiện một tập thể 182 người tại trường học. Thưa quý vị, tiếp nối phát hiện những hài cốt của trẻ em trong một trường học ở Canada vào tuần trước, Canada hôm 30 tháng 6 vừa phát hiện hài cốt gần 200 người tại trường nội trú ở British Columbia bởi một hội đồng bản địa. Hội đồng Lower Kootenay, một trong số các nhóm cộng đồng người bản địa ở Canada, được gọi là các bộ tộc đầu tiên, phát hiện 182 hài cốt tại khu vực trường nội trú St. Eugene gần Grand Brook, British Columbia. Một số hài cốt được chôn dưới những ngôi mộ nông chỉ cách mặt đất xấp xỉ 1 mét. Đây là vụ việc phát hiện mộ tập thể tại trường nội trú thứ 3 chỉ trong vòng vài tuần ở Canada. Chuỗi sự việc này đã gây sốc cho người dân và chính phủ nước này.